Sáng nay bóc gỗ cho má anh em về Đồng Tháp với về Ninh Thuận. Đây là quốc lộ 80 các bạn. Đây là kho gỗ của nhà yến Lan Thi ở quốc lộ 80 ở đường lên Hà Tiên á. Nhưng mà từ thành phố Rạch Giá tới kho gỗ của mình nghĩ trong cỡ 7 cây số à, không nhiều đâu. Ok ha. 593 quốc lộ 80 ha. Các bạn chạy ngang đường lên Hà Tiên, đường qua bên An Giang này kia là thấy cái báo hiệu của công ty ha, kho gỗ. Rồi sáng nay là chim chơi quá trời luôn. Mấy em cứ ra vào ra vào miết cả tháng nay. Ở phía sau cái đường cua có cái cửa ra vào nha các bạn. Nên đang cho gỗ về Đồng Tháp. Em quá trời. Nhà này là 1.500 mét vuông. Ồ, mấy em la vào quá trời luôn. Ở đây có cá nhậu các bạn. Ở đây là cá nhậu là vi vu luôn. Hồi trước ba mình làm ngang thôi. Nhưng mà trời mưa cá nhảy ra dữ quá rồi ba mình xây cao lên luôn. Mực nước này là 1 mét nữa các bạn. Xong như vậy đó để mà cho không chết cá. Mình cho ăn nè. Mình giữ dần luôn. Cho ăn cơm cò. Rồi hút đi con. Quá trời luôn. Đó. Rồi cái này nữa. Ăn đi con. Ăn đi. Quá trời luôn. Mấy em ra 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 vào nhiều quá. Quá trời luôn. Anh con. Chiều ngang từ cái đà chân tường ra là 1 mét nha, đủ sâu 1 mét luôn các bạn. Một chân này ba mình cũng xây cao luôn nè. Xây như thế này mà mưa là nói chung là đảm bảo là cá không có nhảy ra ngoài được. Đó. Quá trời. Nhà này là 1.500 mét vuông. Đầu tuần chúc tất cả các anh em sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống ha. Đặc biệt là mấy anh em trong ngành yến. Ok ha. Đảm bảo xin cảm ơn.